dựng nên người nam người nữ. Và khi Thiên Chúa rung lên, rung giai điệu tình yêu hạnh phúc, thì người nam xa cách mẹ cha, gắn bó mặn mà, cả hai nên một sống đời tình yêu. Vì sự gì Thiên Chúa nghe thương loài người không được chia ly, không được chia ly, không hề được chia ly. Lòng nguyện cầu tuy chung đến cùng, dù khi gian nan yêu đau hay lúc thịnh vượng, vẫn tròn tình yêu thương. Từ khi giao ước tình yêu tạo hợp duyên, chia cắt tình yêu bước nửa dọc đường, tự mang thêm tôi sống ngoài tình thôi. Vì sự gì Thiên Chúa kết thương loài người không được chia ly, không được chia ly, không hề được chia ly. Chia ly,